Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi. Và lần này thì Khả sẽ lên đảo và mang trang bị thêm một set đồ khác nè. Hôm trước thì Khả mang một set đồ thì cái đai lưng nó chưa được đẹp lắm. Và lần này thì Khả sẽ mang đai lưng nó đẹp hơn một tí. Và Khả thay đổi vào bao tay cho nó có nỗ lực một chút như nè. Tối nay mà đánh ra được cái nhận chón 40 nữa là đạt 80 chón 80 chậm thì hợp lý luôn nè. Thực sự là đang mong lên được set đồ 80 chón 80 chậm thì cảm giác đánh tống kim nó sẽ ok hơn nè. Rồi. Bây giờ Khải sẽ lên đảo rồi, ok đủ đồ rồi. Lên đảo nè. Này đó, đơn giản thôi, lên đảo, tung chân ba lần. Anh Nguyễn Vân lúc nãy Nguyễn Vân Khải lỗ như là 5 kim hơn nè. Nói chung là lời được mấy cấp, lên được 3 cấp. Cả tiền dạng thì Khải hết khoảng tầm 10 mấy kim. Lên đảo, số tinh hồng. Tầm này tinh hồng rẻ nè, 50 xu viên thì một lần tại tỷ không tầm 30 xu nè. Nên là anh em cứ lên đảo xuống đảo thoải mái nha. Cứ có đồ là mình lên đảo xuống đảo thôi. Thay vô, thay vô, thay vô. Mana được 700. Úi xời, còn ít nhờ. Đây nè, mana được 700 rồi em ơi. Khá ít rồi em ơi. Chắc phải đợi thêm ít nội công cho nó lên mana quá. Sợ với mana 700 này đánh nó khá là phèn luôn nè. Nếu anh em nào chơi đường môn rồi anh em biết mana có 700 ít gơ luôn. Trung bình bèo lắm phải 750, 800 đẹp nè. Ít gơ nha. Rồi. Ngoài trang đó rồi. Cái này anh đòi hết rồi. Ngoài trang như đâu có cái đai lưng không mà. Đai này đang 3 kỹ năng vốn có nè. Đang 3 kỹ năng vốn có. Tăng 6k lực tay 525. Rồi 7500 nè. Cái này đang kỹ năng vốn có 3 cấp nữa nè. Rồi. Ok, còn lại full máu. Máu được 3k6 nè, tầm này ok đấy. Đó nè, kháng của Khải nè em ơi. Đây, set đồ tổng quát cho anh em xem. Một set hiệp cốt. Hôm trước Khải set gia truyền 40 á, nhưng mà cái nội lực có 120 thôi. Nên là Khải mang gia này để lấy 80 nội lực nha nè. Đó. Đó. Set hiệp cốt. Trung tầm 700 mana nè em ơi. 700 mana. Hay là mình giảm bớt máu lại, máu 3k6k quá hồi nè. Mấy dòng anh Nguyễn Vinh đó. Là mình tăng thêm khoảng 750 máu nha. 535 mana lên 50 nha. Rồi, hẳn được rồi. 535. Rồi. Máu 3k5. Ok anh em ơi, đó. Mana tầm này ok này. Rồi, nói chung này không ổn thì mình tải sâu nè. Tại vì mình lên đảo xuống đảo hoài mà lo gì đâu. Đó, lần này khả tăng thêm 25 mana để nội công rồi lấy thêm vài chục mana nữa nè. Đó, sẽ đổ là mana 41. Rồi mana 80, mana được 40, rồi mana được 49, lượng mana khá là thấp nè. Rồi. Rồi nhích lên xíu 3k5 máu được nha. Xíu 3k5 máu nha. 525. Tương tự là 20 thôi, 20 mana đi, còn lại máu. Rồi, máu 3k5. Tại vì vừa rồi ăn thêm dòng Evan nè. Ăn Evan dần dòng Evan này. Nó có thêm 200 mana nữa nè. Quên 200 máu nữa nè. Nên là máu ok vậy. Rồi 3k5 770. Rồi trúng rồi đấy. Này ok vậy. Rồi xuống đảo, xuống đảo. Thầy lái thêm biết lách nữa. Đó, lần này thầy xuống đảo quá đẹp luôn em ơi. Tự nhiên trung tâm. Giờ thì lấy lách. Vô ạc lấy lách đã. Lách vô tống kim nha nè. Phi tóc đại lực. Phong vân phi tóc hoàng. Phong vân phi tóc hoàng nè. Một cái nè. Lệnh bài nè. Rồi giờ đi mua cái chiến cổ 800 xu, 400 xu nữa là dứt rồi. Phi tóc 30 đủ chơi rồi. Đánh một trận tống kim thì khoảng tầm 25 đến 3 cục phi tóc chuẩn rồi nè. Mình phải đến mua nó. Cần cái chiến cổ 400 xu. Rồi châu trồng tới rồi, ok. Gồm ít lắc nữa xong. Rồi hôm nay làm trận tống kim thì lên được top 10 không nha anh em ơi. Hôm qua thì đánh cũng khá ok nhưng mà Khải chỉ được top 18 thôi nè. Ngày trước thì top 19. Nói chung là hai trận đó Khải đều vào sâu nè. Khải đều vào sâu, khá là lâu sâu. Nên là chỉ được nhiêu đó thôi. Ôi, lấy lách nữa. Rồi ok anh em ơi, sau khi tại tỷ xong bây giờ vô tống kim rồi nè. Test thử nha anh em ơi. Vô.